Hiếu thứ hai lên tiếng về vũ đạo Cà Hỷ, nhưng dân tình lại đồng loạt phản đối. Sau khi động tác Cà Hỷ được Hiếu thứ hai liên tục thực hiện trong nhiều sự kiện âm nhạc gần đây bị chỉ trích là lố bịch và khá phản cảm, mới đây anh chàng đã chính thức lên tiếng về phần vũ đạo này. Vừa qua, đoạn video ghi lại tiết mục của Hiếu thứ hai tại một sự kiện âm nhạc diễn ra ở Cần Thơ đã nhận về nhiều tranh cãi xoay quanh về phần vũ đạo của anh chàng. Cụ thể, khi biểu diễn, nam rapper mặc áo trắng ôm sát cùng quần vải satin bóng loáng, đồng thời liên tục sử dụng động tác vũ đạo lắc đẩy hông được anh ưa chuộng trong nhiều phần trình diễn gần đây. Nhiều người cho rằng việc Hiếu thứ hai thực hiện vũ đạo này nhiều lần cộng thêm trang phục quần bóng loáng trông khá kỳ quặc và nhạy cảm. Cho đến mới đây, trong một đêm nhạc biểu diễn, Hiếu thứ hai đã chính thức lên tiếng về câu chuyện này. Lúc tôi đi diễn ở dưới Cần Thơ, tôi nhảy bài Ngủ một mình thì như thường lệ mình có thực hiện vũ đạo lắc hông. Nhưng hình như mình thấy có nhiều người nói đó là phản cảm. Tôi không biết, nhưng đôi khi tôi không biết mình đúng hay sai. Nếu nó là phản cảm và làm ảnh hưởng đến mọi người thì tôi rất xin lỗi đến mọi người luôn. Nên hôm nay chắc xin phép cho tôi không nhảy vũ đạo đó. Ngay lập tức người hâm mộ đã đồng loạt lên tiếng phản đối. Sau đó Hiếu thứ hai đã hỏi ý kiến mọi người và chốt hạ lại bằng câu nói: "Vậy thì hôm nay tôi xin phép diễn như bình thường nhé, mà không phải bình thường đâu mà cháy hơn nữa nhé." Có thể thấy sau khi có nhiều ý kiến trái chiều về phần vũ đạo của bài hát, Hiếu thứ hai đã nhìn nhận lắng nghe và hỏi ý kiến khán giả trước khi trình diễn. Hành động này của anh chàng nhận được nhiều lời khen ngợi vì hành động tinh tế của mình. Trước đó, lý do khiến khán giả không hài lòng khi nam rapper thực hiện vũ đạo này chính là sự lạm dụng. Trước đó, anh chàng có động tác tương tự trong đại nhạc hội ở phố đi bộ Nguyễn Huệ vào tháng 5, hay tại một club ở Hà Nội cách đây vài tháng. Với môi trường bar club, nam rapper có thể biểu diễn thoải mái bởi khán giả đều lớn tuổi. Tuy nhiên, tại những lễ hội âm nhạc như ở Cần Thơ, phố đi bộ Nguyễn Huệ, đối tượng khán giả đa dạng có thể bao gồm trẻ nhỏ. Do đó, động tác của Hiếu thứ hai cũng được đánh giá không phù hợp. Thực tế, vũ đạo của Hiếu thứ hai cũng không đáng tranh cãi nếu anh biểu diễn ở địa điểm phù hợp, toàn khán giả trưởng thành. Ngoài ra, chưa bàn tới tính nhạy cảm của động tác, việc lạm dụng vũ đạo lắc đẩy hông ở quá nhiều sự kiện của rapper cũng có thể gây nhàm chán. Và những bình luận trái chiều về tiết mục ở Cần Thơ của Hiếu thứ hai đã phần nào cho thấy khán giả không còn mặn mà khi rapper thực hiện động tác này quá nhiều. Hiếu thứ hai tên thật Trần Minh Hiếu, sinh năm 1999, là sinh viên của Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Anh chàng từng gây bão mạng xã hội bởi ngoại hình bảnh trai ấn tượng trong chương trình King of Rap. Thoạt nhìn Hiếu thứ hai, cư dân mạng cứ ngỡ nam rapper Gen Z là người mẫu với sự kết hợp của Quang Đại và Văn Hậu. Bước ra khỏi cuộc thi, Hiếu thứ hai thu về lượng fan khổng lồ vì âm nhạc hiện đại thời thượng, cơ hội phát triển sự nghiệp cùng sự công nhận từ phía gia đình và khán giả yêu rap. Ngoại hình cực phẩm gây thương nhớ của Hiếu thứ hai cũng mang lại cho anh nhiều cơ hội hợp tác với nhãn hàng quảng cáo chương trình ca nhạc. Ngoài những bản rap làm mưa làm gió tại King of Rap, Hiếu thứ hai bắt đầu tung nhiều ca khúc mới, ra mắt MV và đạt được những thành công nhất định. Dynamic Duo, Mamma Mia, Nghe Như Tình Yêu, Vệ Tinh, Ngủ Một Mình hay gần đây nhất là ca khúc Không Thể Say đều được đông đảo khán giả đón nhận. Vừa qua, anh chàng đã gây nhiều chú ý khi là thành viên của chương trình 2 ngày 1 đêm. Cựu thí sinh King of Rap là em út trong chương trình, tham gia cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Trường Giang, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn, Chris Phan. Từ một tân binh lấn sân nghệ sĩ giải trí, Hiếu thứ hai sớm bắt nhịp cùng đàn anh, thi thoảng lại quăng miếng pha trò khiến fan thích thú.